Tempo đi theo bóng mặt trời, còn anh chỉ muốn đi theo hình bóng em. Nếu em thích anh là một chàng trai bad boy, busy không có cửa, busy không có cửa. Vậy thì sao đây? Về tình bao vây xung quanh. Và dành một tràng pháo tay thật to, thật nồng nhiệt để các bạn thí sinh bung hết chất mình. Và hãy chào đón thí sinh đầu tiên. Em xin giới thiệu với mọi người, em tên là Nguyễn Đình Dương. Em có thể giới thiệu nhiều hơn một tí về mình không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Đình Dương. Năm nay mình 19 tuổi và hiện tại mình đang hoạt động tại GBA với rap name là Test. Hiện tại thì mình đang học tại Bách Khoa Uptech, là một cái cơ sở dạy về công nghệ thông tin. Và trường thứ hai mình học là Đại học Điện lực ở Hà Nội. Đã 2 năm gần đây, cái việc học hai trường ấy nó chiếm hoạt động của mình khá là nhiều, tầm 60% thời gian một ngày của mình. Vậy nên là mình thường dành cho rap vào suốt buổi đêm, hoặc là vào những cái thời gian rảnh mình sẽ ngồi tụ tập với anh em và mình chỉ ngủ tầm 3 đến 4 tiếng một ngày trước khi đi học, bởi vì giờ học của mình khá là muộn. Bản thân mình thì mình nghĩ cái việc mà mình phân bổ thời gian như thế nó không là tham lam, vì đơn giản mình là rap và rap là mình, thế nên rap muốn gì thì là mình làm theo như thế, coi nó như là một giờ sinh hoạt và bản năng thôi, thế nên là mọi thứ nó diễn ra rất là bình thường. Mình lớn lên độc lập và một cách tự lập, thế nên là khi mọi người nghe nhạc của mình, mọi người sẽ thấy cái âm nhạc của mình cũng khác biệt hoàn toàn so với các thứ âm nhạc còn lại. Màu âm nhạc của mình là một màu âm nhạc kỹ thuật, và trên cái kỹ thuật đấy thì mình có thể kể qua câu chuyện của mình, không đơn giản là bắt tai, mà mình gửi vào đấy rất nhiều cái tâm tư nguyện vọng. Nếu các bạn cảm thấy cái thể loại âm nhạc của mình kỹ thuật nó rất là khô khan thì mình sẽ đảm bảo với các bạn là mình có thể chinh phục được các bạn. Còn nếu các bạn cảm thấy là mình vẫn chưa chinh phục được thì hãy nghe lại một lần nữa. Và hôm nay em sẽ trình bày tác phẩm gì? Hôm nay em sẽ trình bày tác phẩm Lâu. Lâu. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần trình diễn của thí sinh đầu tiên. Your hands up. Yeah. Hà Nội mùa này thì đang nóng thêm, khiến người ta thật chóng quên dáng em. Anh vẫn luôn nhớ đem vô đi theo bóng mặt trời, còn anh chỉ muốn đi theo hình bóng em. Chỉ nhớ anh chưa bao giờ lẫn cả, và để bảo vệ em anh có học qua judo. Lễ cưới mình sẽ không có nhẫn giả, bởi vì đơn giản anh không phải Naruto. Và em ơi, em có thể nào cho anh một tín hiệu để anh biết tình cảm ta đang nhích lên? Anh cứ tự hỏi khi có người bảo trong rap game anh như là một vì sao, vì sao thích em. Câu hỏi chưa được giải đáp, chỉ qua dòng lyric hay là vài con flow. Gặp mặt em ba mẹ cũng đã thương rồi, muốn em về nhà dương ngồi với những cái người con dâu. Quá lâu, quá lâu, anh đã thật sự yêu em quá lâu, không giấu em được nữa đâu. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu, yeah yeah, quá lâu, quá lâu, quá lâu. Nếu em không thích thời tiết nóng bức thì anh muốn được cùng em đi biển. Đừng để bản thân trong thức, anh sẽ đưa em về lâu đài nguy nga không có sự nguy hiểm. Tìm hiểu em qua từng cử chỉ nên anh hiểu khá sâu. Khoảng thời gian đó anh có thể đạt một tầm cao mới, nhưng em khiến anh quá lâu. Dắt em qua từng bậc cảm xúc trên giai điệu mà dead flow anh không có sửa. Nếu em thích anh là một chàng trai bad boy, busy không có cửa. Vậy thì sao đây? Về tình bao vây xung quanh em thì không đủ trình độ nên cuốn gói. Anh chắc chắn sẽ có được em, nên tóm lại đây là điều mà anh muốn nói. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, không giấu em được nữa đâu. Anh đã thật sự yêu em quá lâu, quá lâu, yeah, yeah. Quá lâu, quá lâu, quá lâu. Và baby, muốn có những giấc mơ đẹp, chỉ cần nằm cạnh nhau và ta khép mi thôi. Cho em những cái ôm ấm áp, bonus thêm một nụ hôn khi em gọi Teddy ơi, yeah, yeah. Thế là quá đủ cảm giác như bà chủ, có được em bên cạnh mà đối thủ anh không ngại việc ready. Anh xin phép khi gọi em là Pepsi, vì một điều đơn giản đã quá Pepsi ơi. Em cảm ơn ạ. Tôi chắc chắn bạn sẽ được nhà tài trợ chú ý lắm. Hai chọn đến từ Cao Rick và Benji. Chúc mừng em. Đúng không? Em
trước khi lên sân khấu thì hơi run, bây giờ thì đỡ hơn phần nào. Khói nó xịt mà xong đỡ được em. Khói không xịt lúc đó em mới rung lại. Thưa quý vị, và đó là Đình Dương của chúng ta. Tôi muốn hỏi ý kiến từ Caric. Mời em nói lên cảm xúc của mình về bạn này. Đầu tiên thì chúc mừng em, tại vì em đã tạo được sự thu hút rất mãnh liệt đối với anh từ khi mà em rap hết level 1. Em cảm ơn anh. Cho anh hỏi là cái thời gian của em mà em học như vậy á, thì làm sao mà em có thể viết được cái lyric chặt chẽ vậy được? Cái nguyên nhân chính mà em có thể viết lyric được chặt chẽ là trước khi tham gia vào rap game thì em đã có nghe rap được 1 năm. À. Và sau đấy cái đích đầu tiên mà em hướng tới đấy chính là battle rap. Lúc mới đầu nghe rap em nghe ai? Lúc mới đầu em nghe rap là của Eminem. Thế đó, anh cũng là fan Eminem. Một rapper nổi tiếng trên thế giới. Thế còn Binzy, bạn yêu mến bạn này vì điều gì? Sau khi vừa nghe em trả lời xong thì anh cũng không bất ngờ. Tại vì em xuất thân từ battle rap nên cái cách dùng chữ của em rất là khôn ngoan. Thực sự đó không phải là cái thế mạnh của anh. Nhưng mà chúc mừng với cái màn biểu diễn rất là tốt của em. Em cảm ơn anh ạ. À và còn nữa, bản thân anh rất là cảm ơn em vì trong cái khúc rap này em có chặt pin một câu. Em chặt pin câu gì nữa, anh nghe chưa kịp. Cái câu đấy của em là: nếu em thích anh là một chàng trai bad boy, pin gì không có cửa. Vậy thì sao đây, vệ tinh bao vây xung quanh em thì không đủ trình độ nên cuốn gói. Trời đất ơi, cửa gì? Đây là bad boy, big city boy, không có cửa. Vậy còn su boy thì sao? Su boy có cửa không? Suboy có nhưng mà có. Vậy sao Suboy không bấm nha? Em thấy cái style thì rất là hợp với hai bạn thôi, mình không có bay vô. Dạ, không có bay vô. Em như con gái đi shopping khu nào đồ của mình biết, khu nào không phải đồ của mình thôi bỏ qua đúng không? Ok. Thế còn Wowy, bạn nghĩ sao về bạn này? Bạn rap rất là hay. Chỉ có một cái vấn đề đối với Wowy là hiện thời bạn đang học hai trường đại học cùng lúc. Ủa liên quan gì? Đây không phải là cái mục tiêu mà Wowy đang nhắm tới. Có nghĩa bạn phải bỏ bớt một trường đại học thì Wowy mới chọn bạn hiểu không? Ý là vậy. Tự nhiên ta học hai trường đại học cái không chọn ta. Thì tôi giận dễ sợ luôn á. Xin mời hai vị giám khảo cho tôi biết ý kiến của các bạn. Mời Ramastic. Em thấy giám khảo bấm quá lâu. Đây là một thí sinh rất là tài năng. Bạn có thể lên sân khấu biểu diễn flow của mình một cách rất là nuột nà, làm cho mọi thứ nó vào đúng nhịp điệu. Mà ngồi ở trên này, ngay cả hai giám khảo cũng nhún nhảy không ngừng, không thể nào ngừng lại một lúc để mà phân tích. Bởi vì cái cách mà bạn truyền tải cái thông điệp quá rõ ràng, quá hay, quá hấp dẫn rồi. Mà các vị huấn luyện viên đúng là quá lâu. Quá lâu. Còn Justity thì sao ạ? Vừa vào bài đầu đã đánh phủi đầu Binzy rồi. Không hiểu là Binzy đánh người ta gõ đến cửa tận nhà rồi mà vẫn... Nói là nói vậy thôi đó. Nhiều cái để ý đi. Mấy người rapper thích ai hay nhắc tên vô bài của mình lắm nha. Đúng không cưng? Đúng rồi. Ừ đó. Chứ không phải nói móc mà là không thích đâu. Nó có nhiều cái hay ho lắm. Hiện nay hai vị huấn luyện viên là Binzy và Caric đều chọn em. Và bây giờ sự lựa chọn sẽ thuộc về hai vị giám khảo. Họ sẽ quyết định em về với ai. Ai là người bấm chuông trước? Đây. Nè em, khi mà anh nghe lời của em á, là anh biết là em đã mặc định trong đầu em muốn về đội pin rồi. Nhưng mà em nên nhớ anh là người đầu tiên mà đứng nhúng nhảy em đầu tiên. Trong thức anh sẽ đưa em về lâu đài nguy nga không có sự nguy hiểm. Và người bấm đầu tiên. À thưa giám khảo Caric, hình như anh đang nói chuyện và thuyết phục sai đối tượng. Hình như là hai người trên kia mới nắm quyền quyết định thưa anh. Thì anh nên nói về cái điều mà tại sao anh ta nên về với anh với hai con người ở trên kia đúng hơn. À ok. Vừa nói rồi thôi, không nói lại đâu. Em có thể nói một tí được không? Sorry. Để còn Bin sẽ nói gì với hai người kia? Rõ ràng là Caric bấm trước. Nhưng mà sau cái lần chia sẻ của em, em nói là em nghe Eminem và em xuất thân thì battle rap, thì anh cảm giác là có thể em sẽ không lấy được nhiều từ anh đâu. Anh nên khuyên em vào đội của Caric. Trời sao giám khảo gì vậy? Sao lại thế? Sao anh chơi sao thế nhờ? Sao huấn luyện viên gì dễ thương vậy? Sao lại thế? Hình như là bạn chưa làm rõ được cái vấn đề giữa thuyết phục và nhường hẳn. Mạnh mẽ lên. Mình mạnh mẽ lên chứ. Người ta đã đến trước cửa nhà, người ta gõ cửa gọi tên anh Binzy. Mà nói gì nó buồn cười vậy nè. Anh biết em yêu anh. Nhưng có thể anh không mang được hạnh phúc đến cho em. Và anh nghĩ Caric, người là ơi sẽ làm được. Người là ơi, xin cho tôi một nụ vai. Ngờ đầu gục ngã vì mọi mệt quá.
chúc em hạnh phúc. Đàn ông gì kìa, chưa gì đụng đẩy tình yêu của người ta. Không có khích bác bạn. Không khích bác bạn, ok. Xin mời hai vị giám khảo. Anh nghĩ là chắc là em không phải gu của anh Binzy. Anh ấy mặc màu hồng, em mặc màu vàng, nó không hợp gu. Chắc là không có duyên rồi. Anh nghĩ là màu vàng nó cần màu trắng hơn. Bạch mã hoàng tử kìa. Màu vàng cần màu trắng hơn là vì điều gì ạ? Vàng gần với trắng hơn là màu vàng gần với hồng là tại vì em nghĩ thế thôi. Quá nhân văn, xuất sắc, tuyệt vời. Và thưa quý vị, thí sinh đầu tiên Nguyễn Đình Dương đã thuộc về đội của huấn luyện viên Cao Rick. Carrick sẽ không phải hối hận khi chọn được tôi. Pepsi vị chanh mới, sảng khoái tự tỉnh, bùng cùng rap Việt.